Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, mỗi năm Việt Nam có hơn 40.000 người tự tử do trầm cảm và khoảng 30% dân số Việt Nam xuất hiện các rối loạn về tâm thần. 25% trong số đó là các bệnh về trầm cảm. Điều đáng nói đó là hiện nay bệnh ngày càng có dấu hiệu trẻ hóa khi mà lứa tuổi mắc các bệnh lý tâm thần được ghi nhận trong những năm gần đây gặp nhiều ở các em học sinh và sinh viên. Và theo nhiều chuyên gia thì cuộc sống hiện đại cũng như là việc lạm dụng mạng xã hội, internet hay là sử dụng smartphone quá nhiều, thức khuya cũng đã khiến cho con người bị phụ thuộc vào máy móc mà ít giao lưu, nói chuyện với nhau. Điều này thì cũng đã khiến cho tỷ lệ các bệnh lý về tâm thần gia tăng cao hơn. Và để cùng có cái nhìn rõ hơn về vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần của người Việt hiện nay, chương trình Góc nhìn tuần này đã mời tới trường quay bác sĩ Đinh Hữu Uân, Viện trưởng Viện Sức khỏe Tâm thần Phương Đông. Lời đầu tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin chào MC Huyền Phương, xin chào quý vị khán giả của chương trình VTC1. Vâng, thưa bác sĩ Đinh Hữu Uân và thưa quý vị khán giả, trước khi chúng ta cùng bước vào cuộc trò chuyện với khách mời ngày hôm nay, xin mời bác sĩ cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây của chúng tôi. Cảm giác có lúc bố mẹ đi làm không quan tâm em, nên là em cảm giác người buồn, trầm cảm, nên là không tiếp xúc với mọi người nhiều. Lúc em ở trong buồng có thấy mấy anh ấy gọi, cứ gọi liên tục, cứ gọi bảo em Phương ơi, nên là em bố mẹ em không tin. Đó là những gì mà cô bé 15 tuổi này ở Duy Tiên, Hà Nam gặp phải trong suốt một thời gian dài, không nhận được sự chia sẻ của gia đình. Có lúc em đã muốn chết để giải thoát. Cháu lại đi vào trong chỗ tối, cháu soạn bài, cháu không bật điện trong buồng. Thế thì là xong là cháu tất cả các giường là cháu cua hết, chăn màn là cháu các vỏ chăn là cháu ôm vào một cái giường trong buồng cháu để. Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai mỗi ngày tiếp nhận từ 3 đến 5 bệnh nhân tự tử vì những lý do khác nhau. Bệnh nhân này vì áp lực học tập đã bị trầm cảm nặng. Em đã tìm đến cái chết để giải thoát. May mắn là gia đình đã phát hiện và kịp đưa em đi cấp cứu. Việt Nam có khoảng 4% dân số bị mắc bệnh trầm cảm, tương đương với gần 4 triệu người và đang có dấu hiệu trẻ hóa, gặp nhiều ở nhóm tuổi 18 đến 45. Đáng chú ý là 37% nhóm bệnh nhân này thường có hành vi tự sát. Đây cũng là nguyên nhân khiến mỗi năm nước ta ghi nhận từ 36.000 đến 40.000 người trầm cảm chết vì tự sát. Cái biểu hiện của các cái cháu trong cái giai đoạn mà vào viện, trong cái giai đoạn thời gian gần về đây thì chủ yếu là biểu hiện bởi các cái rối loạn về sinh học, rối loạn giấc ngủ, lo âu ngày mà tăng dần, các cái triệu chứng rối loạn của thần kinh thực vật như là vã mồ hôi, run chân tay, sợ hãi, ngại giao tiếp. Đa số thì các gia đình và các thân nhân của bệnh nhân đều đưa các cháu đến giai đoạn muộn. Người ta không chấp nhận con người ta bị các rối loạn về tâm thần. Các bác sĩ cũng cho biết, nhóm người trẻ tuổi thường không muốn người khác can thiệp vào đời tư, cuộc sống. Nên khi gặp sự cố, các em thường không chia sẻ cùng ai và thường dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực, mất kiểm soát. Theo các bác sĩ, khi giới trẻ tự tử, chính là lúc các em đang kêu cứu. Nó là kết quả của sự cộng hưởng giữa ba cái thiếu. Thiếu cân bằng trong tâm sinh lý lứa tuổi, thiếu kỹ năng ứng phó, thiếu chỗ dựa từ thầy cô, cha mẹ. Vâng, thưa bác sĩ Đinh Hữu Uân, trước tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ đó là ông đánh giá như thế nào về thực trạng sức khỏe tâm thần của người Việt trong bối cảnh hiện nay ạ? Vâng, để hiểu được cái sức khỏe tâm thần là gì thì Tổ chức Y tế Thế giới người ta định nghĩa sức khỏe tâm thần là một sự hoàn toàn minh mẫn, khỏe về thể chất và có khả năng biến ứng phó kịp thời với những biến cố trong cuộc sống. Như vậy thì sức khỏe tâm thần thì là đầu tiên là ta phải minh mẫn, ta phải khỏe mạnh về cơ bắp và ta phải có cái khả năng là ứng phó với các biến cố trong cuộc sống. Trong cuộc sống của chúng ta thì nó có rất nhiều những cái biến cố mà khi ta gặp những biến cố đó mà ta xử lý được thì ta sức khỏe và tâm thần ta hoàn toàn tốt. Mà khi mà gặp những biến cố mà ta không xử lý được, những cái vòng luẩn quẩn về trong cảm xúc, nó ách tắc trong cảm xúc thì như đó, thì như vậy thì nó sinh ra những rối loạn tâm thần. Thế thì cái thực trạng về sức khỏe tâm thần ở người Việt ấy thì nó có cái tỷ lệ đánh giá cũng rất là tương đối là cao. Thế thì nó có, tôi quy chung lại nó có những năm những cái điểm chính như sau. Thứ nhất là sức khỏe tâm thần thì cái mặt bệnh về tâm thần ấy, nó có tính chất thay đổi. Trước đó thì cái mặt bệnh tâm thần thì là
chủ yếu là những cái bệnh mà có tính chất là nội sinh là chủ yếu. Nhưng mà ngày nay thì cái mặt bệnh tâm thần nó lại mang cái tính chất là những cái bệnh do ngoại sinh, những cái bệnh do cái chất kích thích tác động tâm thần. Và bệnh tâm thần thì lại được trẻ hóa. Đấy, ngày xưa thì những bệnh tâm thần thì cái tỷ lệ ở những người trẻ thì mắc ít thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ thì cái tỷ lệ ở những cái trẻ em thì mắc nhiều hơn, đặc biệt là thanh thiếu niên, thì nó trẻ hóa cái mặt bệnh tâm thần. Thì có những cái mặt bệnh tâm thần thì không chỉ dùng thuốc mà có thể điều trị được, mà người ta dùng những liệu pháp tâm lý. Trong khi đó những cái thuốc hướng thần thì dùng ít thôi, và cái liệu pháp tâm lý kết hợp với cái việc mà mình sử dụng thuốc hướng thần như thế nào để cho nó tăng cái hiệu quả điều trị, đấy là một vấn đề đặt ra trong cái bối cảnh mới hiện nay. Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nguyên nhân do đâu mà khiến cho những người Việt của chúng ta sẽ gặp nhiều về bệnh lý về tâm thần hơn, và những cái bệnh lý tâm thần phổ biến và gặp nhiều nhất ở Việt Nam hiện nay thì đó là những bệnh lý nào? Vâng, nguyên nhân của bệnh tâm thần ấy thì nó có 3 nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là nguyên nhân sinh học. Đấy, nguyên nhân sinh học. Nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân và tâm lý, và cái nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân xã hội. Nó gọi là 3 cái chân kiềng tâm sinh xã hội học, là 3 cái nguyên nhân chính sinh ra bệnh tâm thần. Thế thì cái nguyên nhân mà nội sinh là người ta gọi nhân như là nguyên nhân sinh học đấy, thì trong cơ thể con người ta tự nhiên là, ví dụ các anh cái bệnh trầm cảm chẳng hạn, thì trong cơ thể ta tự nhiên nó thiếu hụt một cái chất truyền thần kinh, nó lại làm cho ta mất đi cái cảm xúc buồn vui đi, thì sinh cái bệnh trầm cảm. Cái bệnh đấy gọi là cái nguyên nhân nội sinh. Cái nguyên nhân xã hội, ví dụ như là áp lực công việc. Đấy, công việc chúng ta áp lực nhiều quá, cái deadline nó sát quá, ta làm không kịp, cái pressure nó tăng lên cao, áp lực cái tăng lên cao, vì vậy là nó sinh ra bệnh tâm thần. Và cái nguyên nhân thứ ba là cái nguyên nhân tâm lý, ví dụ như trẻ em bây giờ, có những bạn trẻ từ 12, 13 tuổi, từ 5, 6 tuổi thì đi học lớp 1, lớp 2 thì đã gặp rất nhiều những cái biến cố ở học đường, và những cái nguyên nhân về xã hội như thế, môi trường sống như thế, đó là những nguyên nhân nó không thuận lợi cho cái sự, cho những cái sự bình yên của trí não. Như chúng ta đã biết đấy, thì cái việc trẻ hóa như ngày trước, thì những cái bệnh tâm thần là chủ yếu những cái bệnh tâm thần mang tính chất nội sinh, là cái bệnh nó tự nó sinh ra ở trong cơ thể con người. Nhưng mà ngày nay thì với cái sự phát triển của xã hội, với những cái sự mà phát triển của khoa học công nghệ, và đặc biệt là những cái sự phát triển của những cái hóa chất mà độc hại, mang cái tính chất mà người ta trá hình bởi những cái thuốc, ví dụ như là thuốc lá điện tử, là những cái chất độc mà nó đưa vào trong cơ thể ở thanh thiếu niên, làm cho thanh thiếu niên như thế là có những biểu hiện rối loạn tâm thần và hành vi. Đây là một trong những cái mặt bệnh mà rất mới, và ở trong cái cơ sở khám chữa bệnh của chúng tôi đó thì rất nhiều những cái bệnh nhân mà rối nhiễu tâm lý tâm thần do những cái chất tác động tâm thần, cho nên là nó sinh ra những rối nhiễu về tâm lý tâm thần. Vâng ạ, bác sĩ Đinh Hiệu Uân thì cũng có vừa nhắc tới một trong những cái nguyên nhân khiến chúng ta có gặp về bệnh lý tâm thần, đó là áp lực công việc. Và theo một nghiên cứu có chỉ ra cho rằng là có tới gần 50% giới văn phòng bị các rối loạn liên quan đến stress. Vậy thì theo bác sĩ, đó là tại sao lại có thực trạng này? Và nếu như hệ lụy stress kéo dài thì sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe tâm thần của người dân nói chung cũng như là của giới văn phòng nói riêng ạ? Vâng, đấy. Thì cái áp lực công việc mà nó là cái nguyên nhân sinh ra cái bệnh tâm thần thì không phải nước ta đâu, đặc biệt là ở Nhật Bản và Hàn Quốc. Những cái nước phát triển như Nhật Bản và Hàn Quốc cũng là những cái nước mà cái áp lực và những dân văn phòng đấy là bị sinh ra những cái rối nhiễu về áp lực, nó gọi là những cái những cái stress. Như chúng ta biết rồi, những cái stress là gọi là những cái sang chấn tâm lý. Thế thì cái sang chấn tâm lý thì nó có cái tính chất hai mặt của nó. Cái mặt thứ nhất đấy là khi mình gặp một những cái áp lực gì trong cuộc sống thì mình tìm ra cái phương pháp giải quyết vấn đề. Khi mà ta tìm được những cái phương pháp giải quyết vấn đề thì ta lại lớn mạnh lên, và ta tự nhiên ta lại cảm thấy là ta hoàn thành được một cái công việc rất là tốt. Nhưng mà cái mặt tiêu cực của cái sang chấn tâm lý, những cái áp lực ở trong công việc dân văn phòng ấy, là cái yếu tố thứ hai, cái sang chấn tâm lý nó cứ trường diễn, nó cứ kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Ấy, nhưng mà bản thân những cái người mà bị những áp lực công việc như thế, nó kéo dài trường diễn từ ngày này sang ngày khác mà lại không tìm ra cái cách giải quyết vấn đề.
Đấy, khi không tìm ra những cái cách giải quyết vấn đề như vậy thì nó gây ách tắc trong cảm xúc. Lúc nào ta cũng lo âu, lúc nào ta cũng nghĩ rằng công việc này phải giải quyết như thế nào. Và ta bối rối, bồn chồn, lo lắng, dẫn đến những cái vấn đề mất ngủ. Và sau khi anh bối rối, bồn chồn, lo lắng, những cái tình trạng mà dân văn phòng mà kéo dài như này mà trên 2 tuần thì là có những biểu hiện về những cái rối nhiễu về tâm lý tâm thần. Ấy thì không phải là cái tỷ lệ 50% đâu, mà theo một số những thống kê là có khi còn nhiều hơn cả cái số đó. Vâng ạ, cũng thực tế cho thấy rằng là với cả sự chia sẻ của bác sĩ Đinh Hữu Ân ở phần đầu chương trình, chúng ta thấy rằng là không chỉ người lớn mà hiện nay các bệnh lý về tâm thần cũng đang có dấu hiệu trẻ hóa. Và theo một thống kê thì có tới 15-30% thanh thiếu niên ở Việt Nam đang gặp những vấn đề về tâm thần. Và theo bác sĩ thì có phải là một trong những nguyên nhân do cái lối sống hiện đại ngày hôm nay, việc mà chúng ta sử dụng internet hay là smartphone quá nhiều, rồi thậm chí là đối với các em là áp lực từ việc học tập hoặc là việc nghiện game thì cũng khiến cho hệ lụy này gia tăng? Và ngoài ra thì theo bác sĩ còn có những cái nguyên nhân nào khiến cho tỷ lệ người trẻ của Việt Nam cũng đang càng ngày càng gặp nhiều vấn đề về tâm lý hơn ạ? Như chúng ta đã biết thì cái rối nhiễu tâm lý tâm thần ấy thì nó có 3 cái nguyên nhân sinh ra. Thì một trong những cái mà cái rối nhiễu mà nó sinh ra ấy, thì là do những cái thói quen sinh hoạt, do những cái việc mà phát triển của khoa học kỹ thuật, do những cái việc mà phát triển những cái thiết bị nghe nhìn, rồi những cái thiết bị mà đặc biệt là trẻ em ở thanh thiếu niên ấy, thì họ lại dùng smartphone quá nhiều. Họ dùng smartphone quá. Vậy thì tại sao đáng nhẽ là cái smartphone nó là một cái thiết bị nghe nhìn và nó một trong những thiết bị thông minh như vậy, đáng nhẽ nó phải làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn chứ, tại sao nó lại sinh cái bệnh được? Thì qua cái đây thì tôi cũng, vì trong cái cơ sở khám chữa bệnh của chúng tôi rất nhiều các em như thế là rối nhiễu tâm lý với cái tình trạng là mất tập trung, thiếu ngủ, các em như thế là sử dụng smartphone, các em như thế là nghiện game. Thì khi mà các em sử dụng smartphone và nghiện game hoặc là xem YouTube quá nhiều ấy thì mà nếu quá nhiều là có nghĩa là một ngày trên 2 tiếng ấy, thì khi mà kéo dài cái tình trạng ra cứ ngày này đến ngày khác trường diễn như vậy ấy, thì là các chất dẫn truyền thần kinh ở não bộ nó cạn kiệt đi. Khi cái chất dẫn truyền thần kinh ở não bộ nó cạn kiệt đi thì các em đến lớp các em học ấy là đầu óc nó không tập trung, nó cứ ngơ ngác và có những em mất ngủ và có những phải có những em cần phải sử dụng những cái thuốc hướng thần và có những em phải đến những cái trung tâm để cai nghiện internet, cai nghiện smartphone. Và ngày nay có một cái hồi chuông cảnh báo đặc biệt đó là các thuốc lá điện tử nó trá hình bởi những cái hóa chất người ta gọi bên ngoài thì cái thuốc lá điện tử nó ghi là nicotine. Nhưng mà thực ra ở bên trong cái dung dịch mà người ta gọi là nicotine đấy, nó còn nhiều những cái chất khác, nó gây kích thích tâm thần khác mà nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến những cái trí tuệ và cái thần kinh của các em. Ở trong cái cơ sở khám chữa bệnh của chúng tôi thì phát hiện ra rằng là các em đến là chỉ khai rằng như thế là em chỉ hút thuốc lá điện tử thôi. Ở trong cái thuốc lá điện tử là ghi rõ ràng là nicotine. Thế nhưng mà khi chúng tôi xét nghiệm, chúng tôi mới thấy rằng như là trong cái tinh dầu mà gọi là thuốc lá điện tử đấy, nó còn có những chất khác mà đặc biệt đó là những cái tinh dầu của chất cần sa. Thì chúng tôi phát hiện được chúng vào đây cái nguyên nhân chính để dẫn đến các em mất tập trung, rồi có những biểu hiện hoang tưởng ảo giác sinh ra, rồi co giật sinh ra là do các em là hút thuốc lá điện tử đây. Đây là một cái hồi chuông mà róng lên cho các bậc phụ huynh là thấy rằng các em mà sử dụng những cái thuốc lá điện tử, rồi thì là chơi smartphone, rồi thì sử dụng game điện thoại quá nhiều thì đó là những cái nguyên nhân dẫn đến những rối nhiễu tâm lý tâm thần ở trẻ em. Vâng, và theo một nghiên cứu của Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia thì cho biết đó là mỗi năm thì có hơn 40.000 người tự tử do trầm cảm. Và đây thực sự là một con số đáng báo động, không chỉ ở trong nước ta mà còn ở trên thế giới. Vậy thì theo bác sĩ Đinh Hữu Ân, tại sao lại có một cái tình trạng đau thương như vậy? Và vì sao mà những người trầm cảm thì họ lại tìm tới cái chết ạ? Đấy, thì cái nghịch lý rất là lạ là khi người ta bị bệnh ấy thì người ta phải tìm đến thầy thuốc chứ. Tại sao cái anh trầm cảm lại không tìm đến thầy thuốc mà cái anh trầm cảm lại tìm đến những cái hành vi có những chúng tôi gọi là toan tính tự sát hay là gọi là những hành vi tiêu cực? Thì
những cái người mà bị trầm cảm ấy thì cái bản chất của nó là nó thiếu hụt một cái chất dẫn truyền thần kinh có cái tên là serotonin và dopamine. Hai cái chất serotonin và chất dopamine ở trong não bộ ấy, nó là cái chất mà hạnh phúc. Đấy, khi cái chất nó đầy đủ trong cơ thể con người thì con người ta cảm thấy hạnh phúc vui vẻ, và khi cái chất nó thiếu hụt chỗ thì con người ta nhìn cảnh vật đau thương u uất buồn phiền. Thế như Nguyễn Du đã nói thì người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, cho nên những người bị trầm cảm nhìn cảnh vật xung quanh nó là một cái màu tối màu xám, và những cái người đặc biệt đến là ý chí sống họ không còn nữa, họ không còn ý chí sống và họ nghĩ rằng cuộc sống này nó tồi tệ và họ tìm đến cái chết. Và một nguyên nhân nữa là khi người ta bị trầm cảm nặng ấy thì người ta xuất hiện những cái ảo giác, những cái hoang tưởng, và cái hoang tưởng ảo giác ở trong những người bị trầm cảm nặng ấy thì nó lại khích lệ bệnh nhân tìm đến cái chết. Đấy, nó ra lệnh cho bệnh nhân là không nên sống nữa, và bệnh nhân làm theo những cái hoang tưởng ảo giác đấy, cho nên mới sinh ra những cái cảnh thương tâm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, mặc dù là bệnh lý ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe của con người, đặc biệt là chất lượng cuộc sống, thế nhưng nhiều người dân vẫn nghĩ tâm thần là một bệnh gì đó rất nặng nề mà không hề biết rằng bệnh lý tâm thần có rất nhiều thể loại, hay chỉ đơn giản là các rối loạn giấc ngủ hay là mất ngủ cũng có thể là nguyên nhân khiến cho các bệnh lý tâm thần như lo âu, trầm cảm ngày một gia tăng. Trong số các bệnh nhân tới khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày có tới 50% bệnh nhân bị rối loạn giấc ngủ. Điều đáng nói, những người bị rối loạn giấc ngủ hay mất ngủ thường có nguy cơ bị trầm cảm cao gấp 4 lần so với người bình thường, và tỷ lệ người mắc bệnh lý này ngày một trẻ hóa. Cái giấc ngủ nó chính là một cái đầu vào của những cái nguy cơ khởi phát nhiều bệnh lý tâm thần khác nhau. Ví dụ như là trầm cảm hay là những cái bệnh liên quan đến stress, hay là những cái bệnh về loạn thần nội sinh đều có những biểu hiện cái giấc ngủ, đó chính là những cái yếu tố nguy cơ khởi phát bệnh. Đấy. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng cái giấc ngủ thì làm tăng nguy cơ khởi phát bệnh trầm cảm, bệnh loạn thần, và đặc biệt ví dụ là khi mà căng thẳng stress quá, học tập, làm việc quá cường độ thì nó là một trong nguyên nhân hàng đầu gây ra những cái biểu hiện của loạn thần cấp. 35% bệnh nhân rối loạn giấc ngủ có một người bị rối loạn tâm thần, và một nửa trong số đó là rối loạn cảm xúc. Rối loạn giấc ngủ có nhiều biểu hiện khác nhau, trong đó mất ngủ là phổ biến nhất. Việc rối loạn giấc ngủ có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng trầm cảm hoặc lo âu. Theo các bác sĩ, rối loạn giấc ngủ có thể gặp ở tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, trong đó nữ giới có tỷ lệ cao hơn. Đáng lưu ý là một nghiên cứu chỉ ra rằng có tới 1/3 dân số bị mất ngủ, nhưng chỉ có từ 6 đến 15% được chẩn đoán bệnh. Trên thực tế lâm sàng chúng ta thấy là rất nhiều các trường hợp mà bệnh nhân có vấn đề về giấc ngủ và người ta sẽ tự mua thuốc và tự điều chỉnh tại nhà. Và khi người ta không điều chỉnh được hoặc là nó có những cái hậu quả đáng ngại về mặt cơ thể cũng như là về mặt sức khỏe tâm thần thì người ta mới đến với chuyên khoa của chúng tôi. Thì nếu tình huống mà gặp phải như thế thì chúng ta nên khuyên trường hợp bệnh nhân nên đến khám và để tư vấn và điều trị một cách phù hợp. Cũng theo các bác sĩ, hiện nhiều người có thói quen thức khuya để chơi game, xem mạng xã hội, dẫn tới việc ngủ không đủ giấc. Nếu kéo dài tình trạng như vậy, sẽ vô cùng có tác hại tới sức khỏe tổng thể, trong đó có sức khỏe tâm thần. Bên cạnh đó, nếu xuất hiện tình trạng mất ngủ kéo dài từ 3 tháng trở đi, kèm theo các rối loạn tâm thần song hành, người dân cần đi khám để được điều trị kịp thời. Bác sĩ Đinh Hữu Ân cũng vừa nhắc tới một trong những cái vấn đề mà nhiều người hiện nay là vẫn đang chủ quan, đó là việc mất ngủ. Nhiều người thì họ vẫn nghĩ rằng là có thể là do căng thẳng hay là đấy là một điều mà không quá đáng để bận tâm. Và tuy nhiên thì có một nghiên cứu cho thấy rằng là đối với những người mà bị mất ngủ thì có thể có nguy cơ đó là bị mắc trầm cảm cao gấp 4 lần người bình thường. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về bệnh lý này và tại sao mất ngủ sẽ trở thành một trong những nguyên nhân mà khiến chúng ta dễ bị trầm cảm hơn ạ? Một con người sống thì người ta dành ra 1/3 thời gian để ngủ. Một ngày ngủ từ 6 tiếng đến 8 tiếng cơ. Dành 1/3 thời gian để ngủ, cho nên là cái chỗ mà quý giá nhất của cuộc đời chính là cái giường và cái nệm ấm. Đấy. Ấy nhưng mà những cái người bị mất ngủ ấy thì khi mà người ta có một giấc ngủ ngon thì ở trong não của những người ấy, nó sinh ra đầy đủ các chất dẫn truyền thần kinh. Cái đặc biệt những chất dẫn truyền thần kinh ấy nó chỉ sinh ra khi mà ta có cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Ví dụ như ngủ đủ 8 tiếng thì ở trong não nó tiết ra những hormone, và những hormone đấy nó điều hòa cảm xúc của con người, và
nó đầy đủ, đặc biệt là cái chất serotonin và chất dopamine. Khi mà cái chất hai chất này đầy đủ thì là cơ thể cảm xúc con người ta bình thường. Và cái mất ngủ nó không phải là chỉ sinh ra trầm cảm đâu, mà sinh ra một loạt những bệnh khác mà rối nhiễu tâm lý tâm thần, có thể là những cái bệnh về rối loạn cảm xúc. Đấy, có thể những cái bệnh về rối loạn lo âu, rồi những cái rối loạn về OCD, rồi những cái rối loạn về những cái sang chấn tâm lý khác, chứ không chỉ là trầm cảm. Nhưng mà mất ngủ mà trên 2 tuần thì cái nguy cơ trầm dẫn đến trầm cảm là cao hơn tất cả. Thế thì có một cái thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, người ta mới thấy rằng là cứ có khoảng như thế là 70 ca, có 100 ca tự tử thì có 70 ca là do nguyên nhân dẫn đến trầm cảm. Cứ 100 ca tự sát thì có 70% trong cái 100 ca đấy là có cái dấu hiệu nguyên nhân của trầm cảm. Vì vậy trầm cảm chính là cái nguyên nhân dẫn đến những sự cát tự sát và tự sát thành công. Thế thì khi mà con người ta ngủ đủ giấc thì có những chế độ sinh hoạt hợp lý, và khi mà ta ngủ đủ giấc thì ta có sức khỏe tâm thần hoàn toàn bình thường. Và cái khi mà anh ngủ thiếu giấc, mà đặc biệt là ngủ mà một ngày mà thiếu cái thời gian thiếu ngủ khoảng từ 2 tiếng trở lên ấy, thì cái nguy cơ dẫn đến những cái rối nhiễu tâm lý tâm thần nói chung và những cái rối nhiễu đặc biệt là trầm cảm nói riêng là rất cao. Vâng ạ, rõ ràng là việc mất ngủ hay là ngủ không đủ giấc thì chúng ta sẽ gọi chung đấy là những cái rối loạn về giấc ngủ, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cả sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe vật chất. Vậy thì với những rối loạn giấc ngủ sẽ có những cái biểu hiện cụ thể như thế nào và nguyên nhân nào dẫn tới những cái tình trạng là rối loạn giấc ngủ, và bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là nếu như mà chúng ta để cái tình trạng rối loạn giấc ngủ hay là mất ngủ kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến đời sống tâm thần của người bệnh ạ? Đa phần những cái mất ngủ thì đều do là những cái rối nhiễu tâm lý tâm thần mà ra. Ấy thì nhưng có những mất ngủ thì lại do nguyên nhân từ cái việc mà do cái lối sống sinh hoạt của mình nó không lành mạnh. Ví dụ đặc biệt như thế là ở thanh thiếu niên, như là ngay đầu chương trình chúng tôi đã đề cập đến là trẻ em thì nó thấy cái smartphone nó vui quá, nó thích quá thì nó cứ nghịch cả đêm vậy thôi. Chính vì những cái đêm nó mất ngủ, và thứ hai nó nghiện game, nghiện internet và những cái dùng những chất kích thích thì cũng gây nên mất ngủ. Ví dụ như là anh ấy uống cà phê vào buổi tối, anh ấy dùng những cái chất mà nó có tính chất mà ví dụ như là bóng cười ấy, rồi thì ke đá kẹo cỏ, anh đi sinh nhật anh dùng những chất kích thích như thế, nó gây mất ngủ. Và cái tình trạng cứ dẫn đến kéo dài thì không những chỉ gây nên cái tình trạng mất ngủ mà còn gây nên những cái tình trạng rối nhiễu tâm lý tâm thần khác. Vâng ạ, khi mà lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ Đinh Hữu Uân về những cái lý do mà khiến cho người ta có thể rơi vào những cái rối loạn giấc ngủ hay là mất ngủ, là lo lắng hay là chúng ta gặp phải một cái sang chấn tâm lý nào, thì Huyền Phương có nhớ tới vụ cháy chung cư mini mới xảy ra ở quận Thanh Xuân. Đây có thể nói là một vụ cháy vô cùng thương tâm, gây thiệt hại lớn về người, và Huyền Phương nghĩ rằng đây cũng là một cú sốc rất là lớn cho những người nạn nhân, đặc biệt là những người đã may mắn sống sót và những người sống xung quanh ở chung cư mini đó. Chúng ta cũng đã nói rất nhiều về việc hỗ trợ về vật chất cho những người mà may mắn thoát nạn. Tuy nhiên theo ông thì về đời sống khía cạnh tâm thần thì những người này họ cũng cần phải được chăm sóc sức khỏe tâm thần ra sao để có thể là vượt qua biến cố và tiếp tục cuộc sống của mình ạ? Vâng. Thì trở lại một tuần trước ấy, thì có cái vụ đau thương quá. Vì cháy chung cư mini, vậy hơn 50 người bị thương vong như vậy. Đây là một cái mất mát, một cái đau đớn không những cho gia đình, mà đây là cái hồi chuông báo lên cho những nhà quản lý, cho những người dân, cho những người hàng xóm láng giềng, và trong đó có cả bản thân tôi và những cái người mà trực tiếp chăm sóc sức khỏe tâm thần cho những người dân. Thế thì như chúng ta đã biết thì cái việc mất mát quá lớn như thế đó chính là một cái sang chấn tâm lý. Những người bị thương do bỏng nặng thì cũng bị sang chấn tâm lý rất nhiều, vì toàn bộ gia tài của họ cũng đã đi theo ngọn lửa. Rồi những người mà may mắn không việc gì, chỉ còn thoát được thân không thôi, thì tất cả những tài sản của mình cũng đi theo ngọn lửa tiêu tan. Đây là một cái
cái sang chấn tâm lý, một cái mất mát cực kỳ là lớn. Vì vậy nó ảnh hưởng đến những cái gọi là tâm lý gọi là sâu sắc trong cuộc đời của họ. Mà cái này người ta gọi là rối loạn, nó gọi là một cái bệnh lý mà trong tâm thần học người ta gọi là rối loạn stress sau sang chấn. Đây là một rối loạn stress sau sang chấn mà nó có thể không có gì để hàn gắn được đâu. Người ta vẫn thường nói là thời gian thì có thể làm xóa nhòa đi tất cả, nhưng những cái đau thương mất mát như vậy. Tôi nhớ lại những cái thời kỳ mà những cái bộ phim mà của chiến tranh Việt Nam với lại đế quốc Mỹ, khi mà họ tàn sát nhân dân Việt Nam, thì những cái người lính mà tham gia vào những cái việc mà tàn sát nhân dân Việt Nam ở trong Mỹ Lai như vậy, thì cả cuộc đời họ ám ảnh chứ. Đâu mà đến khi già họ vẫn ám ảnh chứ. Còn ngay bản thân mình, những cái người mà ở trong những cái vụ án, vụ cháy đó, họ không có gì để có thể xóa nhòa được đi. Nhưng mà ngày nay với sự phát triển của khoa học tâm lý ấy, thì các nhà tâm lý sẽ xoa dịu những cái đau thương mất mát của họ ấy. Những nhà tâm lý đến gặp gỡ thân chủ và nói với thân chủ rằng vậy thì cuộc sống này nó đang là cái gì ở phía trước. Và khi người bệnh, khi mà những người mà trong cái vụ cháy đó thấu hiểu được cái trách nhiệm hiện tại của mình và hiểu được những cái gì mình phải đang gánh vác cho cuộc sống đây, thì là những cái nỗi đau, những niềm đau đó dần dần được tiêu tan và họ dần dần có thể trở lại được với những cuộc sống đời thường. Chuẩn bị với tâm lý vững vàng và mình cũng không nên sợ quá. Về mặt chuyên gia tâm lý thì chúng tôi chỉ có thể nói với các bạn ấy rằng là mình hãy bình tĩnh và hãy như thế là quan sát thật là kỹ, rồi những cái chỗ thoát hiểm, rồi những cái chuẩn bị, những cái phương pháp mà phòng cháy chữa cháy thật tốt và có một cái chân tâm lý thật là bình tĩnh khi mà cái đám cháy nó xảy ra. Dạ vâng. Thưa bác sĩ Đinh Hiệu Ân, có một thực tế hiện nay đó là chúng ta thì đang quan tâm tới sức khỏe thể chất của mình hơn, tức là khi mình có những cái biểu hiện rõ ràng như là ho, ốm, sốt thì chúng ta sẽ đến ngay bệnh viện. Nhưng với sức khỏe tâm thần thì đang có phần là hơi xem nhẹ. Thậm chí là một số người khi mà họ thấy rằng là mình có những cái dấu hiệu của tâm thần hay tâm lý bất ổn, nhưng mà sợ bị kỳ thị nên là họ không đi khám chữa kịp thời và để ra những cái hậu quả rất là đáng tiếc. Vậy thì theo bác sĩ hiện nay thì chúng ta cần làm gì để có thể là giảm thiểu vấn đề này, cũng như là chúng ta sẽ hạn chế được tối đa những ca tâm thần nặng ở Việt Nam ạ? Có những cái rối nhiễu tâm lý, có những cái trường hợp người ta để đến hàng mấy năm họ mới đi chữa bệnh cơ, chứ không phải là họ đi chữa ngay. Vì là có những cái bệnh lý thì nó không ảnh hưởng ngay đến cái tính mạng mình được, nhưng những cái đau đớn về tinh thần ấy, nó cứ nhấm nháp mỗi ngày một tí, mỗi ngày một tí, nó làm cho ta cứ cạn kiệt dần, để ta dẫn đến tình trạng bệnh nặng dần đến lúc nào ta không biết. Khi mà có những biểu hiện mà những hành vi buồn phiền, chán chường, u uất, bi thương, đêm mất ngủ mà cái tình trạng đó mà kéo dài trên 2 tuần thì nên đến khám các cơ sở chuyên khoa tâm thần ngay. Và có một cái điều đặc biệt là những người trầm cảm thì người ta không tìm đến bác sĩ đâu, mà gia đình ấy, gia đình và người thân ấy, thấy bạn bè, thấy con cái mình tự nhiên thấy có tính chất đang vui buồn thế mà 2 tuần nay lại thấy buồn rầu bi thương, mà trong gia đình không có chuyện gì, người ta lại cứ buồn như thế, rồi thì chả chịu tiếp xúc với ai, rồi thì lại đêm thì mất ngủ và nói những cái lời thở than, thì đấy là những cái dấu hiệu báo trước là người ta đang có những vấn đề về cảm xúc trầm buồn. Và động viên đến các cơ sở khám chữa bệnh, và những gia đình ấy là phải đưa bệnh nhân đến cơ sở khám chữa bệnh, chứ bệnh nhân rất ít khi tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh. Xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Hữu Uân đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với con số khoảng 30% dân số mắc các bệnh lý về tâm thần đã cho thấy sức khỏe tâm thần hiện nay đang là vấn đề đáng được cảnh báo. Đặc biệt là tỷ lệ người dân tự tử vì trầm cảm luôn ở mức rất cao. Và chưa bao giờ sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên, lại trở nên đáng quan ngại như vậy. Và đây cũng là một hồi chuông cảnh báo cho nhiều gia đình,
cần có sự quan tâm đúng mức hơn nữa tới vấn đề này, đặc biệt là cần nhận biết sớm những dấu hiệu của bệnh để có những hướng điều trị kịp thời và giảm thiểu tối đa những cái chết đau thương hay là hệ quả đau lòng từ những rối loạn tâm thần gây ra. Và hy vọng với phần chia sẻ của chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay sẽ phần nào giúp quý vị khán giả chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe tâm thần của mình. Và một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Đinh Hữu Uân đã dành thời gian tham gia chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.